Khách sạn SNH48, login hẹn hò vì một chi tiết khiến fandom giải tán gấp. Đợt Thanh Trường làng giải trí xứ Trung chưa hết xôn xao, thì mới đây, cõi mạng lại thêm một fan chấn động vì bê bối tình ái có 102 của Quách Sản, nữ idol nổi tiếng nhóm nhạc SNH48. Đáng chú ý, vì đây là lần đầu tiên ngôi sao của showbiz châu Á tự làm lộ chuyện hẹn hò của mình chỉ vì một giây phút hớ hình cho vlog, và hệ lụy từ vụ việc là điều mà Quách Sản chắc chắn không ngờ tới. Trong video mới đăng tải của mình, Quách Sản bất ngờ để lộ màn hình có mã QR. Rất nhiều fan đã quẹt thử và phát hiện ra mã code này dẫn tới shop tình yêu của nữ idol. Khi mở shop này ra, rất nhiều hình ảnh riêng tư, thân mật với bạn trai bí mật bị bại lộ. Không dừng lại ở đó, những giao dịch tặng tiền kèm theo những lời nhắn mùi mẫn như cho baby tiền tiêu vặt nè, 520 tệ, 1,8 triệu đồng. Tha lỗi cho anh nhé, 131,40 tệ, 460.000 đồng. Bảo bối à xin lỗi, đừng giận anh nữa, 5,20 tệ, 18.000 đồng. Ngay lập tức, fandom lớn nhất của Quách Sản đã đứng ra tuyên bố giải tán gấp trong đêm, không ủng hộ thần tượng trong bất cứ hoạt động giải trí nào trong tương lai. Trong bài đăng trên Weibo, fan của nữ ca sĩ bày tỏ rằng Quách Sản phải tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình, cũng như sẵn sàng chịu hình phạt từ phía công ty vì đã không làm đúng hợp đồng. Theo quy định của Shiba, công ty quản lý nhóm nhạc SNH48, các idol không được phép hẹn hò. Sau khi vụ việc vỡ lở, Quách Sản vội vã đăng bài viết với tựa đề "Xin lỗi" gửi tới tất cả người hâm mộ. Cô cho biết chuyện tình cảm giữa mình và bạn trai đã kết thúc từ lâu. Quách Sản từng rất sợ hãi khi liên tục bị mọi người nhắc nhở không được hẹn hò, không được bày lộ chuyện tình cảm, nên đã phải giấu kín chuyện mình có người yêu. Tuy nhiên, mặc cho Quách Sản đăng tâm thư xin lỗi, fan của nữ ca sĩ vẫn quyết quay lưng và bày tỏ thái độ gay gắt. Quách Sản sinh năm 2000, năm nay vừa tròn 21 tuổi, là thành viên của nhóm nhạc SNH48. Sở hữu ngoại hình đáng yêu và ngọt ngào, nữ idol nhận được tình cảm lớn từ phía người hâm mộ. Mặc dù sự nghiệp âm nhạc chưa thực sự khởi sắc, song Quách Sản đang là nhân tố được kỳ vọng sẽ tỏa sáng trong tương lai. Sự cố bại lộ chuyện hẹn hò này đã ảnh hưởng xấu đến tên tuổi và con đường nghệ thuật cô tham gia. Theo nhận định của nhiều netizen, đây có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp showbiz của cô. Trước nhiều áp lực mà đa số đến từ người hâm mộ, không chỉ có các idol xứ Trung mà các thần tượng K-pop gần như luôn phải dè dặt về mối quan hệ yêu đương của mình. Trong khi nhiều người phải đối mặt với khó khăn khi hẹn hò bí mật, đa số bên của nhóm Dashabet lại làm chuyện này thành công giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Trong một tập phát sóng cách đây không lâu của chương trình South Korean Foreigners trên kênh NBC Everyone, nữ idol 10 năm tuổi nghề này đã bàn luận nhiều chủ đề cùng host và dàn khách mời. Giữa những cuộc trò chuyện mang chủ đề hài hước, câu chuyện hẹn hò của cô đặc biệt gây chú ý. Dashabet tiết lộ, trước năm 20 tuổi, tôi hầu như chỉ quây quẩn trong ký túc xá và không hề có hứng thú gì với các chàng trai. Nhưng sau độ tuổi này, tôi đã nhận được nhiều sự chú ý từ cánh mày râu. Đó cũng là thời điểm lần đầu tôi nắm tay bạn trai, có nụ hôn đầu tiên và nhiều điều khác nữa. Cô chia sẻ thêm, đối diện tòa nhà ký túc xá của tôi là nhóm nhạc ISO. Theo lẽ tự nhiên, sẽ có rất nhiều tay săn ảnh luôn túc trực ở đó. Vì vậy, tôi và bạn trai của mình chỉ cần đi tách xa ra và nhìn nhau, cùng cố gắng tránh sự chú ý từ các phó nhảy này. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao mình không có scandal hẹn hò nào. Sau đó, Josh Rubin cũng cho biết thêm hiện cô đang độc thân, không có mối quan hệ yêu đương nào. Câu trả lời được xem là may mắn nhờ ISO độ này khiến MC và dàn khách mời ngạc nhiên và bật cười vì hiếm ai nghĩ đến cách bá đạo để tránh bị phanh phui chuyện hẹn hò công khai. Cư dân mạng cho rằng chính độ nổi tiếng cực lớn của nhóm nam nhà SM mà nữ idol này có thể hẹn hò bí mật. Nhiều netizen bình luận, chuyện hẹn hò của các thần tượng thì không có gì mới, nhưng cách để không bị phanh phui như thế này thì thật là có 102. Người ta nói trường hợp này là trong cái rủi có cái may, nhờ các tay săn ảnh chỉ tập trung vào ISO nên các thần tượng khác lại dễ dàng không bị phát hiện hẹn hò nếu cẩn thận.